Lựa chọn máy đo huyết áp cho người cao tuổi, mình lên chọn những dòng nào? Hoàng Sơn xin chào bà con ha. Hiện tại Hoàng Sơn có rất là nhiều dòng máy đo huyết áp ở đây để cho cả nhà mình tham khảo. Nếu mà ông bà mình lớn tuổi á, thì Hoàng Sơn nghĩ mình không có nên sử dụng cái dòng cổ tay này ha. Thứ nhất là cái dòng cổ tay này cũng rất là xịn nha, cũng mất tiền nhưng mà nó lại phù hợp cho những người đi công tác du lịch. Nên là nó đo ở cổ tay vậy nè. Ông bà mình lớn tuổi rồi thì cái mạch máu mình ở càng ra xa càng khó dò. Đó, hoặc là khi mình để tay cao tay thấp như vậy nè, đó thì nó dễ bị sai lạc hơn dòng bắp tay. Còn cái dòng bắp tay á, thì lúc nào cái dòng quấn cũng ở ngay trên đây gần tim này cô chú anh chị ha. Rồi trước tiên á, là mình nên chọn dòng đeo ở bắp tay nha. Vậy chúng ta nên chọn dòng nào? Nếu mà như ở dưới quê bà con mình có thể chọn những dòng cơ bản là chỉ đo huyết áp ha, điểm nhịp tim chỉ có một phím trắng như thôi, đo và tắt rất là gọn và giá bình dân ha, thì giá khoảng 1 triệu đó. Bên cạnh đó, nếu mà như ông bà mình có điều kiện thì mình có thể chọn những dòng cao cấp hơn, để ngoài chức năng đo huyết áp mình còn có thể kiểm tra là rối loạn nhịp tim, bộ nhớ ngày giờ nhớ. Ví dụ khi mà con cái mình đi làm á, không có ở nhà thì ông bà cứ bấm nút đo đi, nút ở giữa đo nè, bấm đo bấm tắt đơn giản vậy thôi và thấy kết quả. Nhưng mà khi con mình về có thể kiểm tra lại bộ nhớ, có thể xem được ngày giờ nhớ nha, và bên cạnh đó còn có kiểm tra tim loạn nhịp. Còn có những dòng cao cấp hơn như thế này nè, nó có cả cảnh báo đột quỵ thì nó từ khoảng 2 triệu mấy đến 3 triệu lần đó. Tức là cô chú anh chị mình cũng sợ là khó đo nhiều nút ha, nhưng mà thật sự nó ít nút lắm. Một cái nút bộ nhớ, rồi những nút tiếng lùi hoặc là cài đặt ngày giờ thì có khoảng 4-5 nút thôi đó, 3 đến 4 nút thôi. Nếu mà như mình không xài, mình chỉ nhớ một cái nút ở giữa thì bấm đo và tắt ha. Còn khi nào mà cái sức khỏe mình ngoài đo huyết áp nó có cảnh báo đột quỵ hay là rối loạn nhịp tim đó, thì mình có thể nhìn vào cái biểu tượng là biết liền, hoặc là con mình có thể xem kiểm tra lại ha cô chú anh chị đó. Nên là cô chú mình quan tâm á, thì nên chọn những cái dòng chính hãng như là của Myrolife và Omron, hai thương hiệu lớn nhất hiện giờ ở Việt Nam và có trung tâm bảo hành và kiểm định chất lượng. Mình sợ sai số đó, mình có thể tới nhờ trung tâm bảo hành kiểm tra miễn phí cho mình. Chứ đừng có mua những cái máy Trung Quốc vào khoảng 300-400 ngàn, 400-500 ngàn đó. Là những cái dòng đó đó thì không có trung tâm bảo hành và không có nơi kiểm định chất lượng thì rất là nguy hiểm. Tại vì khi mà huyết áp mình cao hay thấp mình không biết, giống như cái cân mà nó đã bị sai lệch rồi thì rất là nguy hiểm nha đó. Ví dụ như một cái nồi, cái son mình mua mình xài không sao, nó có tốt xấu, có lủng thì không sao, nhưng mà cái cân mà nó cân không chính xác thì nó không còn là cái cân nữa, và cái máy đo không chính xác thì rất là nguy hiểm, làm cho cái tâm lý mình khi đo mình hồi hộp lên nè, rồi không biết như vậy là có nên uống thuốc hay không, thì tốt nhất là mình không cần đo luôn cô chú anh chị ha. Đó thì Hoàng Sơn có rất là nhiều video hướng dẫn cả nhà mình cách lựa chọn máy đo huyết áp rồi, cách khắc phục lỗi tại nhà. Có gì thắc mắc thì bà con mình phải gọi trực tiếp cho Hoàng Sơn nghe để Hoàng Sơn tư vấn kỹ hơn. Chúc ông bà cô chú mình nhiều sức khỏe, tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà mình ở video sau.